có kết quả chưa? Thấy la thế này chắc 51/49. Có rồi hả? Không, hơn 1% nữa. 42.6%. Tức là 14.4%. 6.928. Thưa quý vị, lúc này đó thì đang có kết quả đầu tiên lúc 8 giờ. Quý vị chuẩn bị trên, video, lấy điện thoại ra. Lấy điện thoại quay video nha. Thôi, anh chờ camera chuẩn bị thôi. Quý vị, nghe lời phải đi lấy cái camera để quay cái phần cái kết quả đầu tiên lúc này. Hơn tới 1. Hiện giờ là kết quả như thế nào thưa Bình? Kết quả chưa thấy, xa quá chưa thấy. Chờ cái máy cũng bật sai tịch quá. Thì chưa sai tịch. Lên đến 8 trời là cũng ra hơn 14% rồi. Cái máy hơn 14%. Thưa quý vị, đây là cái hình ảnh mà đồng bào đang nấu nước theo dõi cái kết quả. Thôi tóm lại đây, xin quý vị ngồi xuống đi, xin quý vị ngồi xuống. Ngồi xuống. Đi, bao nhiêu? Quý vị vui lòng ngồi xuống, xin quý vị vui lòng ngồi xuống nha. Xin quý vị chuẩn bị máy chụp hình video sẵn sàng nha. Ok. Em cầm cái này live stream dùm cho anh. Để anh quay cái này. Cầm cái này live stream. Anh đang live stream á. Rồi kính thưa quý vị ngồi đồng mời tất cả quý vị ngồi xuống. Xin mời quý vị. Xin quý vị vui lòng ngồi xuống bình tĩnh để nhường chỗ cho các quý vị truyền thông. Khi các bạn vui lòng thì không ngồi sai. Không phải bước luôn một bước nữa. Rồi, quý vị chuẩn bị sẵn sàng nha. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương. Mời quý thân hữu. Quý ân nhân, quý vị truyền thông, quý vị cử tri, và phải nói đặc biệt là quý vị là lãnh đạo cộng đồng, quý thân hào nhân sĩ, mà đặc biệt phải nói là quý vị tình nguyện đổ mồ hôi, quý vị tình nguyện đã chảy nước mắt, quý vị tình nguyện đã đổ máu. Đúng rồi, chị kia có. Xin chính thức công bố lúc 8 giờ kết quả bầu cử TOZ. 6.928 phiếu đã được đếm phiếu. Nghị viên Nguyễn Tâm 3.977 là 57.4%. Đối thủ Maya 2.904 phiếu. Hơn 1.000 phiếu. Quan trọng chính quyền, mua tiền quan trọng chính quyền. 57.6 chín, 6 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 chín,
Vì thế, đây là tin sẽ gửi. Chúng ta sẽ lần lượt mời quý vị phát biểu. Tôi biết là một số tin khác sẽ rất là quan trọng. Xin mời. Xin mời nhà báo Bùi Lương Điền. Xin mời anh. Nhớ, xin mời thầy Lê Lộc. Mời thầy Lộc đây. Lộc. Mời thầy Lộc. Mời thầy Lộc, thầy Vũ. Mời thầy Thomas. Thomas. Mời thầy Hồ Vũ. Hồ Vũ luôn. Tất cả những quý vị học trò và mọi người cho bộ đàm phát tay mời thầy Hồ Vũ mạnh lắm. Từ từ thôi. Biết rồi. Dạ con chỉ mong một vài lời thôi, thứ nhất là cảm động lắm. Cảm ơn cho tất cả mọi người, nhất là các vị tình nguyện viên. Tình nguyện viên năm nay rất là đông. Đó là cũng nhờ vào cái sự đóng góp của một số tình nguyện viên đến với con. Nói là dạ tôi đến để ủng hộ cho thầy Tâm. Nói tại sao gọi bằng thầy? Đáng lẽ là phải là nghị viên hay là kia, nhưng mà nói là tại vì thầy có giúp đỡ cho tụi con nhiều, cho mấy học trò nhiều lắm. Trong vấn đề là thầy dạy cho con nhiệt thiện nguyện luôn. Thành ra học trò nhớ ơn thầy để giúp thầy. Thành ra cái đó một cái nói là một cái ví dụ nhỏ cho thấy rằng nghị viên Tâm đã đóng góp trong vòng 4 năm nay rất là nhiều những cái chuyện âm thầm, lặng lẽ để giúp cho cộng đồng mình. Thành ra ngày hôm nay được kết quả ngày hôm nay, đó là cái điều mà con nghĩ là nó không có ngạc nhiên, nhưng mà rất là vui và rất là mừng để được cái kết quả ngày hôm nay. Thành ra con cũng đại diện tất cả các anh chị em tình nguyện viên của campaign của thầy Tâm, và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đóng góp trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự đóng góp của thầy Tâm trong suốt 4 năm nay. Con là Lê Lộc, xin kính chào các cô chú. Ngày hôm nay thì khi mà tới đây, trước khi tới đây con có đi dạo một vòng cùng mấy cái khu vực bầu cử đó, thì phải nói là tình hình năm nay người ta đi bầu rất là đông. Đó là một cái sự lo lắng của con, chứ không phải là gì. Tại vì cái cộng đồng người Việt mình dù gì đi nữa mình cũng vẫn là thiểu số. Nếu mà năm nay cái số người đi bầu mà cao đó thì cái số mình nó sẽ bị áp đảo. Thành ra bây giờ cái kết quả sơ khởi nó cũng làm cho con một phần nào là an tâm. Nhưng mà phải nói là suốt cả một cái cuộc vận động này anh em tụi con không bao giờ mà dám lơ là hết. Phải nói là cảm ơn tất cả những cô chú ở trong lớp học của quốc tịch đã đến theo lời mời gọi của thầy Hồ Vũ, như mấy anh em tụi con cũng như là thầy Tâm tới để đóng góp. Tại vì những cái gì mà thầy Tâm đã làm cho cộng đồng chúng ta thời gian qua, chúng ta thấy được, chúng ta rờ được. Kính thưa quý vị, tất cả những hình ảnh mà quý vị thấy nãy giờ đó là tại cái văn phòng chờ đợi cái bầu cử của nghị viên Nguyễn Tâm. Và thưa quý vị, tại sao người ta lại rất là vui như vậy, rất excellent như vậy, là bởi vì thưa quý vị, tại cái khu vực 7 của thành phố San Jose đi vào chung kết hôm nay thì có hai người, một là người Mỹ gốc Việt, đó là đương kim nghị viên Nguyễn Tâm, và người thứ hai đó là một cái người Mỹ gốc Mỹ, đó là cô Maya. Thì thưa quý vị, mặc dù rằng nghị viên Nguyễn Tâm cũng đã bị nhiều cái sự chống phá thế này khác, tuy nhiên ngay giờ phút này, tức là hơn 8 giờ, thì chúng tôi kết quả đầu tiên đó là nghị viên Nguyễn Tâm đã được cách với lại nghị viên cách lại ứng cử viên Maya trên 1.000 điểm với tỷ lệ như là quý vị đã vừa nghe. Và nơi đây hiện nay thì lúc này có rất là nhiều người đã có mặt tại đây để mà mừng cho cái chuyện một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt là giữ được cái vị trí của mình. Vâng, và chúng tôi cảm ơn chú Trà Vượng Nguyễn đang ở trong nước cũng đang theo dõi cái này, và chào tất cả các bạn đang theo dõi cái live stream nghe lữ. Chào anh Kinh Linh Nguyễn. Vâng, cũng tin rằng là thầy nghị viên Tâm vẫn tiếp tục dẫn đầu, vì 4 năm nay nghị viên Tâm không chỉ làm việc cho người Việt mà làm việc cho tất cả mọi sắc dân khác. Thành ra những người trong sắc dân khác họ cũng đã biết đến tên Tâm Nguyễn, và họ sẽ bầu cho Tâm Nguyễn nhiều hơn 4 năm trước. Thì thứ là 4 năm Nguyễn Tâm Nguyễn không, người ta không biết ai, nhưng mà 4 năm nay bao nhiêu chuyện nghị viên Tâm làm, thì quý vị cứ yên tâm, sẽ con số nó tiếp tục tăng lên. Anh ở đây, anh đứng đây luôn. Không vấn mà truyền hình hả? Không, cái đó thì không được. Live stream. Anh bỏ chai kem xuống đi, em bỏ chai bia xuống đi, rồi em ra nói luôn. Đỏ đâu có thấy, bỏ lên đi. Đỏ không thấy hả? Rồi, ok. Không thấy.
thưa quý vị, đây là anh Lê Bình, tức là chủ tịch của câu lạc bộ báo chí truyền thông và báo chí Bắc Cali. Thì anh cũng có mặt ở tại cái văn phòng đang đợi cái tin của nghị viên Nguyễn Tâm. Thì với kết quả ban đầu đó là hiện giờ là nghị viên Nguyễn Tâm hơn cô Mai Gia 1.000 điểm, và trong cái tình hình thời gian gần đây thì anh Lê Bình cũng thấy được rằng đó là nó có những cái sự đánh phá qua lại thế này thế khác, nhưng mà kết quả tạm thời lúc này với cái tỷ lệ như vậy và với cái kết quả là cách trên 1.000 phiếu như vậy, thì thưa anh, nếu có điều gì đó anh muốn nói là cái cảm xúc của mình thì anh sẽ nói điều gì anh Bình? Dạ, trước hết là nhìn thấy hàng ngàn người ở đây đó là một cái điều có thể nói lên được tất cả rồi, từ những người bạn trẻ cho tới những vị lãnh đạo cộng đồng, những người già, họ là những cử tri của khu vực 7 và họ có mặt ở đây. Do đó nên sự hiện diện của họ hôm nay và tiếng la của họ hôm nay, khi mà lúc 8 giờ khi phòng phiếu vừa đóng cửa thì tất cả những cái phiếu khiếm diện, tức là bầu bằng thư đó, được gửi lên và người ta đã đếm cái số phiếu đó. Thì nghị viên Nguyễn Tâm hiện giờ đang dẫn đầu như thế thì cái kết quả có lẽ là nó sẽ tiếp tục được nâng lên, và sự thắng cử của nghị viên Nguyễn Tâm tái được bầu vào hội đồng thành phố nhiệm kỳ 2 của ông có lẽ là nằm trong cái phần là chắc chắn 99%. 1% còn lại có thể là do cái sự trục trặc gì đó thì không biết, nhưng mà chắc chắn là trong cái giờ phút này bà con đã cảm thấy là vui lòng. Mặc dù cái sự đánh phá là có, thì lúc nào cũng vậy, trong chế độ dân chủ thì người nào không thích thì có thể đem ra những cái điều mà phản ứng trở lại những cái điều của những cử tri khác, điều đó đều bình thường. Kể cả Tổng thống Donald Trump là cái người hiện giờ là đang đắc cử rồi đó, mà khi đi ứng cử người ta còn chống đối, mà bây giờ tiếp tục chống đối, thì cái chuyện chống đối là chuyện bình thường của chế độ dân chủ mà thôi. Vâng, thưa anh, cái chuyện bầu cử ở Mỹ đó thì công dân Mỹ đã quan tâm, đó là một việc rồi. Nhưng mà theo tôi theo dõi trên Facebook, tôi thấy là người Việt hiện nay ở trong nước á, họ cũng rất là quan tâm cái bầu cử từ Hoa Kỳ này. Thì anh nghĩ tại sao người ta lại quan tâm với cuộc bầu cử Hoa Kỳ này, đặc biệt là trong 2 năm vừa qua với cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa anh? Theo tin tức thì rõ ràng trong những năm vừa qua đó thì ông Tổng thống của Hoa Kỳ, ông có những cái chuyển hướng về phía Đông Nam Á và châu Á nhiều hơn, và ông làm mạnh hơn với tiền nhiệm của ông là Tổng thống Obama. Có nghĩa là trong cái thời gian vừa qua đó, tăng về ngân sách của quốc phòng, và nói theo ngôn ngữ của quân đội là chuyển trục về Đông Nam Á, và không có gọi là Thái Bình Dương hay Biển Đông nữa, mà gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương. Có nghĩa là ông kết hợp luôn cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cả một cái vùng biển, con đường mà di chuyển của tàu bè chiếm một số lượng về kinh tế rất là lớn. Do đó vì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của thế giới, các nước ở Đông Nam Á, chẳng hạn như Úc, như Phi Luật Tân hay Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, nằm trên cái vùng biển Thái Bình Dương, đó là quyền lợi chung của thế giới. Và nước Mỹ từ lâu là một nước đã dẫn đầu về vấn đề quân sự, chính trị và ổn định thế giới. Do đó nên là những người Việt Nam của chúng ta nằm trong cái vùng đó, do đó người Việt Nam cũng mong muốn được rằng nhờ cái thế cờ như vậy thay đổi thì người Việt Nam có thể hưởng được sự tự do, thoát khỏi sự chèn ép hay là kiểm soát, hay là có thể là trong tương lai sẽ đô hộ nước Việt Nam nếu mà dùng Đông Nam Á không được thay đổi. Đó là do đó, lý do đó có thể là người dân bày tỏ được cái tấm lòng của người ta đối với đất nước. Vâng, cảm ơn anh. Rõ ràng thưa quý vị, như chúng tôi đã biết đó là với những cái mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump vừa qua thì người dân ở trong nước cứ nghĩ rằng phải có một cái điều đó để mà có thể, bởi vì ngay Tổng thống Donald Trump đã ngay từ Liên Quốc ông đã phát biểu mạnh mẽ là nói về cái chủ nghĩa cộng sản, lên án chế cộng sản ngay Liên Quốc, và điều đó làm cho người dân ở trong nước sau 43 năm dưới thị trường cộng sản cũng đã rất vui lòng mong chờ Tổng thống Trump sẽ làm được nhiều việc nữa. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng tôi lại tiếp tục theo dõi những cái hình ảnh mà quý vị sẽ phải thấy trong cái bước đầu tiên này. Chưa có gì thay đổi với anh Tráng, vẫn trên 1.000 phiếu.
giảm 15%. Hiện giờ thưa quý vị, tại ở nói chung nhưng mà điều này cho chúng ta có một cái con số, có một cái khoảng cách an toàn để tin tưởng rằng cho cuối cùng Nghị Viên Tâm sẽ thắng. Cho nên cái điều chúc mừng chúng tôi là chúc mừng Nghị Viên Tâm thành công trong cái quá trình mà nỗ lực trong cái quá trình vận động vừa qua, và cùng qua đây cái kết quả này cũng là một cái dấu ấn cho Nghị Viên Tâm thấy rằng cái việc mà phục vụ cho cộng đồng Hương đã có kết quả, đã có thành công. Do đó mong rằng Nghị Viên Tâm phải tiếp tục phục vụ cho đồng hương hơn nữa, bởi vì tương lai của Nghị Viên Tâm không chỉ dừng lại đây mà sẽ còn đi xa. Quý vị đồng ý như vậy nào? Đúng. Đó là những cái mà chúng tôi xin chia sẻ hôm nay. Và đặc biệt hôm nay dù lúc này chúng tôi cũng chia sẻ một tin vui nữa. Trong cương vị là đại diện cho thượng nghị sĩ Giang Đức Nguyệt, bà cũng đã thắng 60%. Số phiếu bà có được hiện nay là 40.000, hơn trên 40.000 phiếu. Và người thứ hai sau bà là 30.000 phiếu mà thôi. Cho nên với số phiếu đó thì cái an toàn của bà rất là lớn. Chúng tôi xin thông báo tin vui đến với quý vị. Không chỉ chúng ta có một kiểu là một cái thắng lợi kép, vừa ở đây là Nghị Viên Tâm, vừa là thượng nghị sĩ Giang Đức Nguyệt trên diễn đàn của thượng viện California. Trân trọng cảm ơn.